Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của IELTS Feather và cô là Jenny. Để tiếp nối chuỗi bài IELTS Preparation, hôm nay cô sẽ chỉ cho các bạn 7 điều không nên làm trong kỹ năng IELTS Writing. Ok, so let's get started. Điều đầu tiên đó là chúng ta không nên dùng văn nói trong writing. Văn nói tức là sao? Tức là mình không nên dùng những ngôn ngữ quá là informal. Nó chỉ hợp với trong speaking thôi, làm sao cho bài nói của mình tự nhiên nhất. Nhưng writing là một kỹ năng về học thuật, thiên về academic và formal hơn, trang trọng hơn khi mình viết essay mà, đúng không nào? Vì vậy các bạn hãy chú ý cho cô là văn phong chúng ta hãy nên formal hơn một chút, trang trọng hơn và học thuật hơn. Vậy thì làm sao để mình có thể biết cái nào là formal, cái nào là informal? Ok, vậy thì các bạn ơi, khi mà các bạn look up một từ vựng ở trên dictionary á, Oxford hoặc là Cambridge, thì từ vựng đó sẽ luôn suggest cho bạn cái dạng formal của từ đó là gì hoặc là dạng informal của từ đó là gì, nên chúng ta hoàn toàn có thể tra được. Cách thứ hai là mình hãy lên Google, mình search cái bảng chuyển đổi từ informal sang formal. Ok, cô lấy ví dụ như là từ ask. Ok, đây là dạng informal và dạng formal của từ ask, đó là từ require. Require rất là đơn giản, đúng không nào? Ví dụ thứ hai là từ nhận được đi ha, từ get. Ok, get. Vậy thì dạng formal của nó đó là receive. That's right, receive. Ok, vậy thì ở trên này cô có một ví dụ nói về cái formal và informal khác nhau chỗ nào. Chúng ta hãy cùng xem nha. So we have Peter checks up on the numbers every day. Đây là dạng informal. Còn dạng formal thì như thế nào đây? The figures is investigated by Peter on a daily basis. Ok các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem nào. Từ checks up đã được thay bằng is investigated by. Và vừa thay đổi cái từ vựng mà vừa thay đổi cách dùng từ. Ở đây chúng ta đã chuyển từ dạng chủ động sang bị động, đúng không nào? Nhắc đến bị động là thấy formal hơn một chút rồi đó. Rồi, the numbers thay luôn cho cô là the figures, nghe sang chảnh hơn, đúng không? Và cuối cùng về thời gian, every day được thay luôn là on a daily basis. Ok, vậy thì qua ví dụ này cô hy vọng các bạn đã có được một cái nhìn tổng quan nhất thế nào là informal, còn thế nào là formal nhé. Điều lưu ý số 2 đó chính là chúng ta không viết tắt trong bài writing của mình. Không viết tắt tức là sao nhỉ? Cô Jenny sẽ lấy ví dụ nha. Không viết tắt ví dụ như là từ thượng lòng mà nói, mình có từ to be honest, đúng không nào? To be honest thì chúng ta không được viết tắt là TBH, ok? Không được nha, TBH là trong văn nói rồi. Hay là từ anyway. Anyway thì không được viết là như thế này, ANW, no, alright. Dạng viết tắt số 2 thì có thể nhắc đến những động từ như là can, could, may, might khi mà mình dùng dạng phủ định á. Ok, for example, can't, right? Can't thì không được viết là can't, mà các bạn hãy viết ra luôn cho cô, đó là can not. Như này là đúng hay sai đây? Sai hoàn toàn nha. Lưu ý cho cô thấy rất nhiều bạn viết như thế này. Chúng ta viết dính liền lại là cannot. Đây, như thế này mới đúng. Rồi, ví dụ như didn't. Alright, didn't thì mình phải viết ra luôn là did not. Nói chung là quy tắc là cứ thêm chữ not vào. Rồi, cách viết tắt thứ 3, cái này không phải là viết tắt nữa mà chúng ta hãy viết đúng dạng từ. Cô lấy ví dụ như là từ đất nước của mình đi, từ Việt Nam ha. Cứ nghĩ đơn giản là trong tiếng Anh mình chỉ cần bỏ dấu đi là được, đúng không nào? Nhưng không các bạn ơi, viết cho cô là từ Vietnam như thế này. Tương tự đối với Sài Gòn, Đà Nẵng hay là Hà Nội đi, ok? Hà Nội, rồi Hà Nội, thủ đô Hà Nội xinh đẹp của chúng ta nha. Chúng ta sẽ viết cho cô là Hà Nội, tương tự với Đà Nẵng. Alright. Vậy nhớ cho cô, lưu ý số 2 là không được viết tắt. Tip số 3 mà cô Jenny muốn chia sẻ đó là các bạn không nên đặt câu hỏi trong bài essay của mình. Nếu như chúng ta muốn đặt câu hỏi thì chúng ta có thể đặt những câu mang tính tu từ, mang tính sâu sắc và hàm ý một chút, chứ không nên đặt những câu hơi ngớ ngẩn một chút. Ok, cô lấy ví dụ nha. Một câu như sau nè. I do not know, so I ask him.
Do you like to drink coffee? Tôi không biết nên tôi đã hỏi anh ấy là anh có thích uống cà phê không? Đây là một câu hỏi gọi là vừa mang tính văn nói nè, vừa không mang tính trần thuật, không thích hợp cho một bài essay. Như vậy mình sẽ sửa lại, mình sẽ chuyển lại như sau. Ok, cô Jenny sẽ dùng hai từ mà các em cần lưu ý. Từ thứ nhất đó là từ weather. Và từ thứ hai đó là từ do not. Lúc nãy cô vừa đọc là I don't know đúng không? Mà quy tắc thứ hai của mình đó là không được viết tắt, nên chúng ta sẽ nói luôn là I do not. Ok, so I do not know whether he likes to drink coffee. Ok, again, I don't know, so I ask him, do you like to drink coffee? Viết lại như sau. I do not know, so I ask him whether he likes to drink coffee. Tip số 4 là chúng ta không nên dùng idiom trong writing. Vì sao? Bởi vì idiom là những thành ngữ mà mình thường xuyên sử dụng trong speaking, trong văn nói. Và người bạn sử cũng hay sử dụng những idiom để cho bài nói của mình trở nên tự nhiên hơn, lưu loát hơn. Ok, vậy đó là những idiom nên dùng trong speaking. Nhưng trong writing, lưu ý làm ơn cho cô là không nên dùng idiom nha. Ví dụ như những idiom như là a hot couch potato, or blow someone's mind, or break a leg, for example, like that. Thì ok, do not use idiom in IELTS writing. Ok, for example, vậy thì thay vào đó chúng ta sẽ dùng những từ vựng nào? It was raining cats and dogs. Ai cũng biết raining cats and dogs là một idiom rất quen thuộc đối với những bạn ở Sài Gòn. Trời dạo này rất hay mưa đúng không nào? Vậy thì raining cats and dogs là mưa lớn, mưa nặng hạt, mưa rất là to. Vậy thì thay vào đó trong writing thì cô Jenny sẽ sử dụng là it was raining gì đây ta? Có hai chữ nhé, cho các em đoán nha. Từ đầu tiên đó là bắt đầu bằng chữ V và từ thứ hai bắt đầu bằng chữ H. Yes, okay, very simple. We have it was raining very, mưa lớn, mưa nặng hạt, mình sẽ có từ heavily, right? So, raining cats and dogs, we can replace by raining very heavily. Lưu ý số 5, đó chính là chúng ta không nên dùng danh xưng ngôi thứ nhất, nhất là trong phần Writing Test 2. Trong Writing Test 2, khi mà mình đọc một bài essay mà suốt ngày I believe, I think, I... ok, rất nhiều ai như vậy thì đó là điều không nên trong Writing Test 2 các em nhé. Tại sao lại không nên dùng danh xưng ngôi thứ nhất? Sau đây cô Jenny sẽ đưa ra hai lý do chính. Lý do thứ nhất, bởi vì Writing Test 2 mang tính chất debate, tính chất tranh luận. Mà tính chất debate thì chúng ta nên giấu danh xưng của mình đi, giấu danh xưng của mình lại. Và nếu như mình muốn nêu ra quan điểm và ý kiến cá nhân của mình, chúng ta nên sử dụng những từ ví dụ như personally, or in my opinion, from my perspective. Ok, dùng những từ đó xong nha, mình dùng thêm I đằng sau thì tình trạng xảy ra đó là tình trạng bị lặp từ đúng không nào? In my opinion, I think blah blah. Ok, bị lặp từ rồi. Và lý do thứ hai đó là sử dụng danh xưng ngôi thứ nhất sẽ làm yếu argument của mình đi, yếu cái tính chất tranh luận, tính chất argument của mình đi. Trong Writing Test 2 có hai điều cực kỳ quan trọng, đó là opinion và fact. Ok, opinion and fact. Đó là chúng ta phải vừa nêu lên ý kiến, quan điểm của mình, chúng ta phải vừa dựa trên một sự thật, một kiểm chứng, một số liệu cụ thể nào đó. Opinion and fact. Vậy thì tips làm cho bài Writing Test 2 của bạn trở nên tuyệt vời, đó là hãy trình bày opinion của mình như là một fact. Ok, ok, bây giờ chúng ta, cô sẽ lấy ví dụ nha. I think anyone can take interesting pictures without knowing too much about blah 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 blah. Okay. Tôi nghĩ rằng người nào cũng có thể chụp lại những bức ảnh tuyệt vời nhưng mà không cần hiểu biết quá nhiều về cái gì đó. Vậy thì các bạn có thể thấy đây là cô đang dùng danh xưng ngôi thứ nhất là I think anyone can take, đúng không nào? Và như cô đã nói rồi, nếu như chúng ta không dùng I think, không dùng danh xưng thì mình có thể thay thế bằng personally hoặc là yeah, hoặc là in my opinion, right? So in my opinion, phải một cái anyone
can take. Okay, so rephrase the sentence. In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about something something. Okay, vậy lưu ý cho cô nhé là không nên dùng danh xưng ngôi thứ nhất, nhất là trong phần writing task 2. Lưu ý số 6, khi viết bài writing thì chúng ta không nên dùng những ngôn ngữ mang tính khẳng định cao, những ngôn ngữ bảo thủ. Có một điều chắc chắn là trên thế giới này không có gì chắc chắn cả. Có những idea mà mình viết ra mình cũng không biết đó là hoàn toàn đúng hay là hoàn toàn sai. Cho nên đừng viết một thứ gì đó quá chắc chắn. Như cô Jenny đã vừa chia sẻ ở trên là writing test 2 dựa trên hai yếu tố rất quan trọng, đó là opinion và facts, đúng không nào? Mình vừa nêu lên ý kiến cá nhân, quan điểm của mình, nhưng phải dựa vào một sự thật, một số liệu kiểm chứng hay một lời chứng minh nào đó. Ok, nên chúng ta hãy hạn chế dùng những từ như là always, definitely, surely, những từ vô cùng chắc chắn như thế. Và thay vào đó hãy dùng cho cô những từ mang tính gọi là ít khẳng định hơn, ít chắc chắn hơn một chút. For example, probably. Ok, probably. Probably, or perhaps, perhaps, or we can use like occasionally, for example, occasionally, and we can use unlikely, unlikely. Sorry, cô viết chữ hơi xấu đúng không nào? So, always, definitely, surely can be replaced by probably, perhaps, occasionally, and unlikely. Lưu ý cuối cùng mà cô muốn dành tặng cho các bạn đó là trước khi viết một bài writing thì các bạn hãy dành ra khoảng 4 đến 5 phút đầu tiên để viết cho cô một cái dàn ý. Tất nhiên là từ thuở sơ khai, hồi học cấp 2 hay là cấp 3 thì chúng ta vẫn được dạy khi mà mình tập làm văn thì mình phải viết dàn bài, dàn ý đúng không nào? Thì cô thấy tips này khá là hay đó chứ. Khi mà mình làm bài writing test 2, trước khi làm mình cũng nên lập cho mình một dàn ý bao gồm opening, body and conclusion. For example, đối với dạng bài discussion, discuss both views về một vấn đề gì đó, hay là dạng bài opinion, do you agree or disagree, thì mỗi dạng bài như thế trong writing test 2 các em nhé sẽ có cái opening, body và conclusion khác nhau. Tức là câu 1 mình sẽ viết những ý gì, câu 2 ý gì và conclusion mình viết như thế nào. Ok, thì các em có thể học như thế. Và trước khi viết bài writing essay test 2 thì làm ơn hãy gọi là brainstorm trước cho cô một cái dàn ý sẵn. Vì sao chúng ta phải làm như vậy? Đối với cô Jenny, nó có rất là nhiều lợi ích, trong đó có hai lợi ích lớn nhất mà cô nhận được. Lợi ích thứ nhất đó là mình sẽ không bị ý tưởng, bởi vì mình sẽ dành ra khoảng 4 đến 5 phút đầu để mình nghĩ ý tưởng sẵn rồi và mình viết ra giấy sẵn rồi, đúng không nào? Và lợi thế thứ hai đó chính là chúng ta sẽ biết được là mình sẽ cần viết những gì. Có nghĩa là có một lộ trình sẵn cho mình luôn và chúng ta sẽ đi với tốc độ nhanh hơn, viết bài nhanh hơn. Alright, vậy là cô đã chia sẻ 7 điều chúng ta không nên làm trong kỹ năng writing. Các bạn còn tips hay là lời khuyên nào về kỹ năng writing nữa không nhỉ? Hãy comment bên dưới cho cô Jenny và mọi người cùng biết nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên bấm like và subscribe cho kênh YouTube của IELTS Feather. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Thank you so much and goodbye. IELTS Fighter, trung tâm luyện thi IELTS số 1 Việt Nam.